chúng ta đang có mặt tại khu nuôi lươn sinh sản của lão nông Đặng Văn Hai, ngụ tại ấp 9B, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông Hai đã cải tạo khu nuôi lươn sinh sản này gần giống như môi trường tự nhiên với hai bên là bờ đất, trồng các loại rau cỏ tạo bóng mát, ở giữa là lạch nước có độ sâu từ 10 đến 15cm. Cái mô hình mà bề ngang 2 thước dài 10 thước thì mỗi 3 ngày mình vớt được khoảng 400-500 con. Trên là một ao của một bể. Thì như vậy đến nay tôi vớt được là khoảng 15.000 con. Tôi đã xuất bán được là 5.000, hiện thời giờ còn khoảng 10.000. Còn đàn lương bố mẹ tôi thì trên 600 con. Đã cái hiệu quả kinh tế thì nếu mà cô bác nào có dùng đất ít, tận dụng thời đất đó thì làm rất hiệu quả. Trên diện tích 70m2, ông Hai thả nuôi 70 cặp lươn sinh sản, tức 140 con. Trọng lượng lươn sinh sản từ 200g đến 250g. Thời kỳ sinh sản kéo dài từ 20 đến 21 ngày. Lúc lươn mới nở, cho ăn trùng chỉ, sau đó chuyển sang cho ăn trùng quế. Khi lươn đến 3 tháng tuổi, thì cho chúng ăn thức ăn viên công nghiệp. Đối với mô hình này thì dễ áp dụng những cái hộ dân có diện tích đất sử dụng ít, nhỏ. Thì nói ban đầu thì chi phí con giống nó hơi cao là chi phí con giống nếu mà mình nuôi thịt. Còn đối với mà lươn sinh sản, nếu mà mình sử dụng được cái nguồn lươn, mình tận dụng được cái nguồn lươn thịt mình để mình cho sinh sản lươn bố mẹ, mình sử dụng con giống đó mình nuôi trở lại thì chi phí rất là thấp. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tiền Giang thì đây là mô hình nuôi lươn sinh sản đầu tiên của tỉnh này. Sự thành công của mô hình giúp đa dạng hóa các mô hình nuôi thủy đặc sản vùng ngập lũ, cụ thể hóa chủ trương chung sống với lũ cũng như nguồn giống phục vụ nhu cầu nuôi lươn trong nhân dân.